Chào mừng quý anh chị nhà đầu tư trở lại với kênh Ngân Trần Stock. Như thường lệ, hôm nay chúng ta sẽ có một video ngắn đánh giá phân tích chi tiết những thông tin, những lưu ý quan trọng về thị trường cũng như là tìm ra những nhóm ngành, những mã cổ phiếu tiềm năng và các lưu ý quan trọng cho thị trường tuần mới để từ đó anh chị mình có thể tìm kiếm những cơ hội đầu tư, có được một cái chiến lược giao dịch hiệu quả, một kế hoạch mua bán sao cho có thể tối ưu được lợi nhuận cũng như là giảm bớt những rủi ro trên thị trường. Và nếu như đây là lần đầu tiên anh chị đến với kênh của em thì mọi người hãy dành ra vài giây mình đăng ký kênh, subscribe kênh để nhận được những thông báo sớm nhất khi mà em ra video hoặc là có những cái buổi livestream phân tích thị trường. Và mọi người thấy video hữu ích thì đừng quên nhấn tặng cho em một nút like đây để giúp video được đề xuất và lan tỏa tốt hơn. Hoặc có bất kỳ thắc mắc, bất kỳ câu hỏi nào hoặc là góp ý về cái kênh của em thì mọi người cứ thoải mái comment bên dưới nha, để em có thể ngày một phát triển tốt hơn. Và trong phiên thì em cũng sẽ có cái cộng đồng hỗ trợ tư vấn như thế này. Thì đây là nhóm tư vấn hoàn toàn miễn phí nên em chia sẻ những thông tin, đánh giá các lưu ý trong phiên cũng như là các câu hỏi của anh chị đều sẽ được giải đáp hỗ trợ. Thì cách thức tham gia nhóm này hoàn toàn miễn phí và anh chị chỉ cần nhấn vào cái đường link em ghi ở đây là được. Còn anh chị nào mà trong xuyên suốt giai đoạn vừa rồi, mặc dù thị trường tăng rất là tốt nhưng mình vẫn gặp khó khăn trong việc là giao dịch, mình chưa có được một cái mức sinh lợi hiệu quả thì mọi người có thể liên hệ với em qua cái số điện thoại dưới phần mô tả để em có thể hỗ trợ mọi người cơ cấu danh mục hoặc là có nhu cầu chuyển tài khoản VVS về em cơ cấu hỗ trợ. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau nhìn nhận thị trường qua cái phiên cuối tuần vừa rồi, xem thử là chúng ta cần lưu ý gì và cái kế hoạch cho tuần mới là gì ha. Thì mình thấy là VN-Index cái phiên thứ 6 tiếp tục ghi nhận một cái diễn biến rất là giằng co quanh đỉnh với khá là nhiều cái nhịp bán xuống trong phiên. Đấy, nhưng mà một lần nữa cái lực cầu đối ứng sau khoảng 14 giờ giúp chỉ số bật tăng mạnh. Bật tăng rất là mạnh, có thời điểm chỉ số tăng hơn 7 điểm trước khi hạ nhiệt cuối ngày và còn giảm 0,48 điểm, tức là khoảng 0,04% xuống 1.263,78, một phiên mà cái biên độ giao dịch tương đối lớn nha anh chị. Nếu như cái mức giá cao nhất của phiên thứ 6 là 1.271 thì mức giá thấp nhất là 1.252, một cái biên độ là gần 20 điểm trong một phiên. Và thanh khoản thì duy trì quanh cái ngưỡng trung bình với giá trị trên sàn HOSE là khoảng hơn 27.500 tỷ. Nó thấp hơn so với phiên hôm trước nhưng mà vẫn cao hơn trung bình ngày, cho thấy là cung cầu anh đây vẫn có sự giằng co nhưng mà có vẻ là cung đang dần dần được hấp thụ tốt hơn. Và cái phiên thứ 6 có một cái đặc điểm khác với những giai đoạn trước đó là dòng tiền. Nó tìm đến cái nhóm cổ phiếu bất động sản từ khá là sớm nha. Và nó tập trung nhiều hơn vào những cái cổ phiếu bất động sản có tính đầu cơ, ví dụ như là HDC, NHA, DIG, DSG. Nếu như giai đoạn trước những cái cổ phiếu bất động sản có nền tảng cơ bản tốt như là Nam Long, KDH thì nó thu hút dòng tiền, thì phiên thứ 6 vừa rồi hai cái cổ phiếu này nó không quá nổi bật. Trong khi đó thì cái spotlight nó lại thuộc về HDC tăng trần này, NHA có thời điểm tăng trần trong phiên, DIG rồi DSG cũng có những giai đoạn tăng rất là tốt trước khi hạ nhiệt cuối ngày. Trong khi đó thì nhóm cổ phiếu ngân hàng, nhóm cổ phiếu chứng khoán và nhóm cổ phiếu thép thì nó vẫn chịu các lực bán trong phiên ha. Ở cái phiên thứ 6 vừa rồi thì ba nhóm này vẫn chịu áp lực bán nhưng mà nó có cái sự phân hóa trong dòng. Một số cổ phiếu vẫn tăng mạnh, ví dụ như là nhóm cổ phiếu ngân hàng, mặc dù là bị bán nha, đa phần các cổ phiếu bị bán nhưng mà cũng có một số cổ phiếu đi ngược tăng tốt như là con VIB nè, tăng gần 4%. Hoặc là nhóm chứng khoán thì bị bán trong phiên. Nhóm chứng khoán thì nó có cái trạng thái bán trong ngày. Và lúc đó thì em cũng có trao đổi với một số anh chị gọi là lo ngại về dòng chứng khoán, thì em đánh giá rằng dòng chứng khoán thì cái volume bán của nó khá là thấp nên nó không có quá rủi ro ấy, và sau đó thì cuối ngày nó bật lại nhưng mà căn bản thì cũng không quá đồng loạt, một số cổ phiếu vẫn còn đỏ nhẹ. Trong khi đó thì VDS, FTS tăng trần nè, FTS cái lực mua cuối ATC của cơ cấu quỹ thì nó tăng lên, hoặc là VCI nó rất là phân hóa ha. Hoặc là nhóm cổ phiếu thép cũng vậy, nhóm này thì có Nam Kim, có VGS, TLH tăng, trong khi đó thì Hà Sen và Hà Phát thì nó vẫn còn giữ sắc đỏ. Và phiên thứ 6, ngoài bất động sản, những cái cổ phiếu đầu cơ thì còn có một cái nhóm tăng rất mạnh, đó chính là nhóm cổ phiếu cao su khu công nghiệp. Không phải là tất cả các cổ phiếu dòng khu công nghiệp mà là những cái cổ phiếu dòng khu công nghiệp có liên quan đến cái mảng cao su, là những cái cổ phiếu là DBR, GVR và BHR tăng rất tốt. Thậm chí là BHR có thời điểm trong phiên là gần trần luôn. Và cái nhóm thứ hai là nhóm bán lẻ, có hai cổ phiếu là BES và DigiWorld thì đi ngược so với cái phần còn lại. Thì nhìn chung cái tổng thể phiên thứ 6 á vẫn là một cái phiên mà dòng tiền nó không quá tiêu cực đâu. Mặc dù là có những thời điểm trong phiên chỉ số nó rơi với biên độ lớn nhưng mà dòng tiền thì không quá tiêu cực. Chủ yếu là mình vẫn còn cái sức ép đến từ những cái cổ phiếu lớn, những cái cổ phiếu trụ, những cổ phiếu lớn. Và cái câu chuyện tỷ giá trong ngắn hạn thì vẫn sẽ khiến tâm lý nhà đầu tư sẽ gọi là khá là thận trọng ở giai đoạn này khi mà nó vẫn tiếp tục nó tăng lên. Thì về kỹ thuật á, anh chị để cho em, hai cái phiên gần đây VN-Index của mình nó có chung một cái trạng thái á là giằng co quanh đỉnh volume lớn đúng không?
hai phiên gần đây đều là hai phiên giằng co quanh đỉnh với cái volume lớn. Nhưng mà cái volume lớn này này anh chị, nó không xuất phát từ các cái cổ phiếu giảm điểm mà nó tập trung ở các cái cổ phiếu tăng điểm. Ví dụ như phiên thứ 6 vừa rồi, Hà Phát là một cổ phiếu giảm điểm, anh chị đấy nè, volume nó vẫn quanh trung bình. Đấy, hoặc là cổ phiếu dòng chứng khoán á, thì đa phần các cổ phiếu giảm trong phiên, SSI nè, volume nó vẫn thấp hơn trung bình trước khi bật nhẹ lại cuối ngày. Hoặc là VND nè, volume vẫn thấp hơn trung bình trước khi là bật nhẹ lại cuối ngày. Đấy, hoặc là ví dụ như nhóm cổ phiếu dòng trong dòng bất động sản luôn, thì có những cái cổ phiếu tăng rất tốt nhưng mà Nam Long điều chỉnh, thì Nam Long chỉ để cho em volume nó cũng quanh trung bình. Đấy. Trong khi đó, những cái cổ phiếu tăng ví dụ như DG, volume rất lớn. Volume phiên thứ 6 rất lớn ha. À, một cái volume đột biến nè, rồi DSG nè, rồi HDC nè, tất cả những cái volume tăng mà đột biến trong phiên thì nó đến từ những cái nhóm cái cổ phiếu tăng. Hoặc là ví dụ trong dòng bán lẻ đi, thì mình có BET tăng nè, volume cao nè. Digiworld tăng nè, volume cao nè. Nhưng mà những cái cổ phiếu giảm như MLG nè, volume nó rất là thấp. Đấy, hoặc là cổ phiếu Masan, đấy, volume nó giảm nhưng volume nó vẫn quanh trung bình. Đó là một cái trạng thái tốt trong ngắn hạn. Tức là mình vẫn phải thừa nhận là cung quanh đỉnh nó có sự gia tăng. Đó là điều giai đoạn này nó đang diễn ra, nhưng mà nó vẫn không có áp đảo so với cầu. Đấy là cái vấn đề hiện tại về thị trường. Thì nếu như á, mà ở vùng quanh đỉnh, volume cao nó đến từ các cái cổ phiếu giảm điểm á, thì chắc chắn cái rủi ro nó sẽ lớn hơn rất là nhiều. Nhưng mà giai đoạn này thì cái việc mà volume nó tập trung vào nhóm tăng điểm, trong khi nhóm giảm điểm thì giảm với volume thấp, thì cho thấy trạng thái dòng tiền thì nó vẫn đang luôn phiên tìm kiếm cơ hội chứ nó chưa có rời khỏi thị trường. Nhưng mà VN-Index của mình thực tế thì nó đang ở một cái vùng rất là nhạy cảm nha chị. Cái vùng quanh đỉnh là một cái vùng rất là nhạy cảm, nên chúng ta cần theo dõi kỹ cái vận động cung cầu quanh đây, chứ cũng sẽ không có cái sự chủ quan hay là kết luận quá sớm về thị trường, đặc biệt là cái tính phân hóa đang diễn ra. À, trước đó thì ở cái khung đồ thị 1 giờ em có trao đổi mọi người trong cái video hôm thứ Năm, chị nhớ không? Là nó đang trong cái nhịp bán đầu tiên. Đây, cái phiên thứ Năm á, nó bị bán xuống. Nó bị bán từ 1273 mà bị bán xuống á, thì nó sau khi quá trình phục hồi từ 1233 đi lên, thì đây là cái nhịp bán xuống đầu tiên. Thì anh chị nhớ là những cái cổ phiếu hoặc là thị trường đang ở trong nhịp tăng đầu tiên á, thì nó sẽ không rất là khó để đảo chiều theo hình cây thông, mà nó sẽ còn ít nhất một cái nhịp bật về test đỉnh nữa thì mới biết được là nó có gãy luôn hay không. Thì do thứ Năm nó đang ở trong nhịp bán đầu tiên thì thứ Sáu nó vẫn tiếp tục đà bán. Đầu phiên cuối tuần vừa rồi thì nó vẫn có những nhịp bán trong phiên tương đối mạnh. Đấy, thì nó vẫn là cái đà bán trong nhịp tăng số 1. Đấy, trong nhịp tăng số 1. À, và cái điểm cộng anh chị là cái volume ở cái nhịp bán này nè, nó thấp hơn so với volume của nhịp bán vừa rồi. Cái nhịp bán vừa rồi là bán về lại qua 1230, đây thì mình bị bán về đây, volume nó cao. Thì sau đó mình phục hồi đi lên, mình có nhịp quay về retest lại, cũng bị bán nhưng mà volume nó thấp dần. Thì đó là điểm cộng. À, và với cái vận động kéo của cái phiên thứ 6 vào thời điểm cuối ngày, anh chị nhìn khung đồ thị 5 phút, thì mình có một cái nhịp kéo rất là nhanh, kéo từ 1253 mà kéo lên 1272, móc cao nhất là 1272. Thì với cái nhịp kéo này sẽ được xem như là cái nỗ lực bật về test đỉnh sau khi mà mình bị chốt xuống. Đây, nếu như nha, nếu như đây là nhịp tăng số 1, bị chốt xuống nhịp 1 thì nó chưa rủi ro. Thì hiện tại mình đã bật lại rồi. Sau khi mà mình bị chốt ở cái nhịp đầu tiên thì mình đã có nỗ lực quay về test lại cái đỉnh. Mình đang nỗ lực quay về test lại cái mốc 1275 đến 1280 một lần nữa ở cái khung đồ thị 1 giờ. Và nếu như trong cái nhịp test đỉnh này, VN-Index nó tiếp tục nó bị fail, nó tiếp tục nó thất bại, thì cái rủi ro tạo hai đỉnh ngắn hạn ở chạc giờ, ở chạc một ngày nó sẽ cao hơn. Nếu như giai đoạn này mình tiếp tục quay về lại qua 1275, 1280 mình thất bại, thì khi đó cái rủi ro mà mình sẽ tạo hai đỉnh ở đồ thị một ngày sẽ cao. Và khi đó mình sẽ có những cái nhịp điều chỉnh nó mạnh hơn. Đấy, đây là cái điều mà em cũng đã chia sẻ trong bản tin nhìn thị trường và trong cái video hôm thứ Năm, anh chị có thể xem lại. Đây, em có nói đây, ở khung 1 giờ, VN-Index đang trong nhịp phục hồi đầu tiên, mới chốt xuống một nhịp nên sẽ vòng về lại qua 1275 đến 1280 một lần nữa. Đấy, nếu như tiếp tục bị bán với volume lớn sẽ tạo hai đỉnh ngắn và chỉnh mạnh hơn. Đấy, và trong cái phiên thứ 6, cái thời điểm mà VN-Index của mình á, nó bị chỉnh, thời điểm đầu giờ chiều nè, 1 giờ rưỡi. Đây, 1 giờ rưỡi là cái lúc mà mình bị chỉnh xuống nè anh chị, nên để chỉnh cũng tương đối đấy, chỉnh về lại qua 1252 á. Thì em có nói là mình vẫn đang trong nhịp chỉnh 1 ở chạm 1 giờ, chưa có bật lại test 1275 đến 1280 thì mình sẽ còn cái nhịp quay về lại nữa. Đấy, và sau đó em nói rằng chú ý nhịp này, tại vì mình đã có cái nỗ lực bật lại cuối ngày. Đây là cái nhịp mà quan trọng trong ngắn hạn để đánh giá rằng VN-Index của mình nó có thể là nó sẽ cần chỉnh mạnh hơn hay không. Đấy, nên mình sẽ cần
theo dõi kỹ cái vận động ở đầu tuần sau, ít nhất là phiên thứ hai và phiên thứ ba mình xem thử. Tại vì ATC hôm thứ sáu thì nó có một cái yếu tố đặc biệt là nó có cơ cấu quỹ. Đây, nó có cơ cấu quỹ anh chị. Đây, cơ cấu quỹ của một số quỹ ETF, nó có mua bán. Thì cơ cấu quỹ cái hạn chót, tức là khi nó chưa mua bán đủ thì nó sẽ phải thực hiện đủ, chứ không phải là tất cả các cái giao dịch này đều diễn ra vào ATC. Nhưng mà khi mà nó có cái lượng lớn vào ATC thì nó sẽ khiến cho một số cổ phiếu có những cái biến động bất thường. Ví dụ như FTS nè, được đẩy lên rất mạnh vào ATC. Đấy, từ 63.2 lên 64 là một phần là nhờ cái lượng mua của quỹ là khoảng 2.2 triệu cổ. Thì chị thấy được là do mình có bị nhiễu bởi vận động cơ cấu quỹ và ATC nên mình sẽ cần theo dõi thêm phiên thứ hai và phiên thứ ba để xem cái quá trình test đến ở giai đoạn này. Thì nếu như để cho em khung đồ thị 1 giờ mình đã có một cái cây nến bị chốt ngược này, một cây nến bị chốt ngược xuống, thì sau một cây nến bị chốt ngược anh chị nhớ em nói gì không? Thì nó chưa có xấu ngay. Cái quan trọng là sau cái cây nến bị chốt ngược đó nó vận động như thế nào. Nếu như sau cái cây nến bị chốt ngược phiên thứ sáu mà viên đắc của mình giai đoạn tuần sau nó vẫn nỗ lực, nó neo được giá ở quanh đâu đó là 1265 đến 1270. Nó vẫn neo được giá ở vùng ca thế này. Thì khả năng giai đoạn phía sau nó có thể đi lên tiếp. Nó chưa, có thể nó sẽ vượt đỉnh luôn. Và cái nhịp chốt phiên thứ 6 á, là chủ yếu là do tác động của cơ cấu quỹ. Đấy, nếu như mà mình vẫn nỗ lực neo được quanh đâu đó 1265, 1270 ở những cái phiên đầu tuần sau. Còn trong trường hợp sau cái nhịp bị chốt như vậy mà mình vẫn tiếp tục bị bán xuống, mình không có neo giá được qua 1265 đến 1270 mà mình tiếp tục mình bị bán xuống. Đây, mình tiếp tục bị bán xuống thì khả năng cái nhịp nỗ lực test đỉnh này đã thất bại và cáp được bán phía sau sẽ mạnh hơn. Như em nói, có thể nó sẽ quét xuống tiếp về là đâu đó là qua 1200 đến 1210 là bình thường ở giai đoạn này. Để nên chú ý cho em là phiên thứ sáu, tại vì mình sẽ chưa kết luận ngay được do nó có yếu tố nhiều của cơ cấu quỹ, thì mình sẽ theo dõi đầu tuần sau xem thử là cái nhịp chốt ngược này sau đó nó có nỗ lực để giữ giá lại hay không. Thì nếu như nó tiếp tục nó bán xuống á, thì khả năng mình sẽ cần một nhịp chỉnh mạnh hơn. Và nhịp này thì nó xem như nó test đỉnh thất bại rồi, thì mình sẽ cần theo dõi kỹ để quản trị danh mục của mình thật là tốt ha. Và bên cạnh đó, cái phiên thứ 6 nó có một cái điểm đáng lưu ý nữa là cái biên độ khá là lỏng. Chỉ số dao động tăng và giảm trong một cái khoảng thời gian rất ngắn. Nó kéo lên, nó đạp xuống với biên độ lớn một cái thời gian rất là ngắn ha. Đấy, ví dụ như thời điểm mà từ 1255 đến 1270 thì nó diễn ra trong vòng 5 phút. Và sau đó tiếp tục đạt ngược về lại 1258 thì cũng diễn ra trong vòng là tầm 5 đến 10 phút. Thì tức là cái dao động nó đang lớn anh chị. Cái biên đánh nó lỏng, cho thấy là hai cái phe cung cầu đều đang kê rất là mỏng ở giai đoạn này. Thực ra cái trạng thái cung cầu kê mỏng của phiên thứ 6 mình đã thấy ngay từ đầu phiên ở con Nam Long. Khi mà con Nam Long nó có một trạng thái đạt về gần sàn luôn. Đây, nó có một trạng thái đạt về gần sàn đầu ngày. Khi mà cung cầu đang kê lỏng thì nó trống cái bên mua, nó kê yếu cái bên mua quá thì một cái lệnh bán xuống khiến cho cổ phiếu rơi rất là nhanh. Thì đó là cái trạng thái của thị trường chung ở cái phiên thứ 6 vừa rồi luôn, khi mình thấy là nó dao động với biên độ rất lớn trong khoảng thời gian ngắn, là hai bên đều kê mỏng. Tức là bên nào mà nhỉnh hơn một tí á, là nó sẽ áp đảo và nó khiến cho biên độ dao động nó lớn dần. Còn nếu như nó kê dày ở các cái bước giá thì biên độ nó sẽ không có dao động lớn như vậy. Và trong bối cảnh tuần sau mình sẽ có cái sự kiện đáo hạn phái sinh ha. Thứ năm tuần sau là mình đáo hạn phái sinh, thì nhiều khả năng với cái vận động thế này, cái điểm số chung nó sẽ còn nhiều biến động do tạo lập sẽ tác động các cổ phiếu trong VN30 để phục vụ cho mục đích đáo hạn. Nên mình sẽ cần bên cạnh theo dõi cái nỗ lực test đỉnh của thị trường về mặt kỹ thuật thì mình cũng sẽ phải theo dõi thêm yếu tố dòng tiền. Tại vì khi nó tác động về mặt điểm số để phục vụ cho phái sinh á, thì đôi khi cái điểm số nó sẽ không có phản ánh đúng đâu. Mình sẽ xem lại dòng tiền nó tập trung ở nhóm bị bán hay nó tập trung ở nhóm tăng, xem thử là dòng tiền nó đã rút ra khỏi thị trường hay nó vẫn đang tìm kiếm cơ hội. Đấy, nên mình sẽ cần theo dõi kỹ vận động dòng tiền chứ không chỉ nhìn thuần về điểm số. Thì ví dụ giả sử mình thấy là có thể là nó chưa có tăng lên được ngay, nó neo giá, nhưng mà mình thấy là vận động dòng tiền vẫn rất tích cực ở nhóm cổ phiếu tăng, nó vẫn liên tục có những cái cổ phiếu vượt đỉnh thì đã tín hiệu tốt. Còn trong trường hợp mà nó những cái cổ phiếu neo giá thì volume thấp, những cổ phiếu tăng volume thấp, còn những cổ phiếu bị bán là volume cao thì đó là tín hiệu xấu ha. Nên chú ý cho em vận động dòng tiền. Còn về yếu tố mà vĩ mô á, thì có thể nói cái vấn đề đáng quan tâm nhất của hầu hết anh chị nhà đầu tư giai đoạn này á là cái tỷ giá. Tỷ giá vẫn đang tăng, vẫn đang tiếp tục tăng, hiện tại là ở cái ngưỡng là 24.724 và ở chợ đen thì nó sẽ còn lớn hơn rất là nhiều. Thì cái tỷ giá mà nó tăng lên nhanh như vậy á, trong cái bối cảnh ngân hàng nhà nước gần đây đã phát hành tín phiếu, anh chị thấy là tuần vừa rồi ngân hàng nhà nước đã hút ròng khoảng 75.000 tỷ, nhưng mà cái tỷ giá nó vẫn cao như vậy ấy, khiến cho nhiều nhà đầu tư cũng sẽ có sự lo ngại nhất định về thị trường.
Tại vì cái việc ngân hàng nhà nước phát hành tín phiếu là để giảm bớt cái thanh khoản viên đi trên thị trường, để nó giảm bớt áp lực tỷ giá, nhưng nó vẫn chưa thực sự có cái tác động tốt, chưa có thực sự có một cái tác động hiệu quả. Thì điều này cũng là cái nguyên nhân chính dẫn đến cái lực bán của khối ngoại những phiên gần đây nó gia tăng. Để những phiên gần đây thì nước ngoài bán tương đối nhiều hả chị? Thì cụ thể là phiên cuối tuần vừa rồi bán 1.300 tỷ. Tất nhiên là cái trong cái giá trị 1.300 tỷ này nó có giá trị của cơ cấu quỹ nữa, nhưng mà vẫn những phiên gần đây cái xu hướng bán nó vẫn đang tăng dần, là do cái tỷ giá trong cái hạn nó vẫn đang gặp nhiều áp lực. Tại vì họ đem tiền đến Việt Nam mình họ đầu tư, bây giờ hiệu suất thì chưa biết như thế nào, mà đầu tiên mình đã bị chịu lỗ tỷ giá rồi thì nó cũng sẽ khiến cho dòng tiền này nó chịu ảnh hưởng, giống như là tháng 9 đến tháng 11 năm ngoái đó chị. Đấy, thì đây cũng là một cái vấn đề cần chú ý. Tạm thời á, thì lực cầu trong nước vẫn đang đủ sức cân lại, thì giúp cho VN-Index của mình neo điểm tốt thì là nhờ cái lực cầu trong nước anh chị. Nhưng mà trong bối cảnh VN-Index của mình đang quanh đỉnh, mình đang ở quanh đỉnh, thì đây cũng là cái rủi ro đáng quan tâm. Cái rủi ro tỷ giá mình cũng sẽ không nên bỏ qua đâu chị. Đây là một rủi ro đáng quan tâm, vì nếu như mà khối ngoại nó liên tục bán ở vùng đỉnh á, thì cũng sẽ rủi ro. Đấy, mình đang ở một cái vùng rất là nhạy cảm. Và cái việc mà liên tục phát hành tín phiếu của ngân hàng nhà nước á, thì thực ra nó cũng khiến cho cái lãi suất liên ngân hàng đang tăng trở lại. Cái lãi suất liên ngân hàng là cái lãi suất mà các ngân hàng nó cho vay lẫn nhau để nó bù đắp sụt giảm về mặt nếu như nó không có đủ tỷ lệ dự trữ bắt buộc thì nó sẽ vay mượn nhau. Đấy, thì đó là cái lãi suất của cái tụi này. Mà khi mà ngân hàng nhà nước liên tục hút tiền về á, thì nếu như các cái ngân hàng mà nó thiếu tiền, nó thiếu về thanh khoản thì buộc nó sẽ phải vay, và từ đó nó vay nhiều hơn thì nó sẽ đẩy cái lãi suất này lên. Vì khi mà Việt Nam mình duy trì cái chính sách tiền rẻ trong khi mà Mỹ nó chưa hạ lãi suất á, thì vẫn là cái thế rất là khó cho cái câu chuyện tỷ giá. Vì mình biết là gần đây các cái tài sản đầu cơ như là BTC, như là vàng thì nó liên tục tăng, nó khiến cho cái nhu cầu USD, cái nhu cầu tiền đô á, để đầu tư nó cũng tăng theo, thì từ đó nó đẩy tỷ giá tăng nhanh trong ngắn hạn. Đấy, thì ngân hàng nhà nước buộc phải có những cái biện pháp can thiệp, mặc dù trước đó là vẫn thả, hầu như là giai đoạn vừa rồi tỷ giá mình cũng tăng tương đối nhiều, giai đoạn mà tăng lên cái ngưỡng đâu đó là 24.700 ở khoảng đầu tháng 3 á. Đấy, thì khi đó cũng chưa có cái biện pháp gì, thì vẫn kỳ vọng là sẽ thả và theo cái câu chuyện Mỹ hạ lãi suất. Nhưng mà trong tự nhiên trong cái hạn đùng cái tuổi mà đầu cơ BTC, Bitcoin này nó tăng lên thì ngay tức nó sẽ khiến cái áp lực tỷ giá nó mạnh hơn. Đấy, nên mình sẽ cần theo dõi quanh đây. Và về cái chiến lược á, thì cái vị thế mua mới thì hầu hết những cái phiên gần đây em vẫn nói mọi người rằng nó sẽ khá là nhạy cảm và nó sẽ khó, nên mình sẽ cần chọn lọc kỹ, chứ không còn là mua dễ như giai đoạn trước đó nữa. Không phải là không có, nhưng mà cần phải có sự chọn lọc kỹ, tại vì dòng tiền nó đang phân hóa. Còn về lát nữa em sẽ đi phân tích để anh chị chọn cổ phiếu được. Còn về cái chiều nắm giữ á, thì đối với các cái vị thế mà mọi người đã mua từ vùng giá tốt, cổ phiếu đang bứt thoát khỏi nền và đang trong cái sóng tăng á, thì thực ra anh chị vẫn tiếp tục nắm được cho em. Ví dụ giả sử GVR đi. Giả sử GVR mà anh chị mua từ vùng giá, theo quyết nghị của em là mua từ vùng giá dưới 22 và nó đang trong cái nhịp vượt sóng và đang trong cái đà tăng thế này, thì mọi người cứ nắm đi. Sẽ không cần thiết phải đi cố đáng đỉnh cổ phiếu, tại vì nó đang trong cái đà tăng và đôi khi nó sẽ bước vào những nhịp chạy rút rút, nó chạy rất là điên. Nên mình đã mua được từ những vị thế tốt thì mình cứ nắm cho đến khi nào nó có dấu hiệu tạo một cái biên độ về phân phối, nó có dấu hiệu bán với volume cao. Còn hiện tại thì em vẫn cho khách hàng của em tiếp tục nắm giữ con GVR. Đây, con GVR thì khách hàng của em mua từ vùng giá quanh 21x. Em vẫn liên tục nói là cứ nắm cho em. Khi nào chốt thì em báo, tại vì sở hữu cái siêu cổ phiếu thì nó không hề dễ. Và bây giờ cái mức lợi nhuận của mình đâu đó là khoảng tầm là 58%. Đấy, thì đối với những cái dạng mà mọi người mua từ nền và cổ phiếu đang trong cái sóng tăng thế này thì anh chị cứ nắm cho đến khi nào nó có dấu hiệu tạo vùng phân phối và nâng cái chặn lại lên, nắm và có chặn lại là được. Còn những cái cổ phiếu mà mọi người đánh ngắn á, đánh T cộng, đánh lướt á, thì vẫn theo dõi kỹ cái vận động test đỉnh của VN-Index quanh đây. Cái vận động mà VN-Index sẽ quay về test là cái ngưỡng qua 1.275 đến 1.280 một lần nữa, để xem thử nếu như nó fail á, thì mình buộc cũng phải cân đối tỷ trọng, mình cũng nên hạ bớt tỷ trọng ra, tại vì nó fail khả năng sẽ có một nhịp chỉnh xuống. Tất nhiên về gãy xu hướng thì chưa, nó sẽ chưa gãy xu hướng được, nhưng mà mình nắm nhiều quá thì mình hạ ra bớt. Khi nó chỉnh xuống thì mình sẽ chủ động mình mua lại và tâm lý của anh chị sẽ thoải mái hơn. Là cái việc mình ôm full tỷ trọng và nó chỉnh xuống thì sẽ bị gọi là bị động. Và nếu như nó quét mạnh quá thì buộc sẽ phải bán ra, và đôi khi bán ra xong lại hồi lại ngay. Đó. Và trong ngắn hạn á, thì dòng tiền nó đang có cái sự luân chuyển từ nhóm cổ phiếu ngân hàng, từ nhóm cổ phiếu trụ sang những cái nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ. Nó vẫn đang tiếp diễn cái trạng thái này. Đây là cái điều mà mình đã kỳ vọng từ rất là lâu, từ sớm ở giai đoạn vừa rồi, và nó đang diễn ra đúng với kỳ vọng của mình. Khi mà sau khi nhóm cổ phiếu ngân hàng chịu chốt ngắn hạn thì những cái cổ phiếu vừa và nhỏ đi lên. Thì hôm thứ Sáu đến lượt cái nhóm bất động sản đầu cơ đi lên, đặc biệt là những cái cổ phiếu có cái vận động kém đạn rồi. Thực ra điều này vẫn phù hợp với cái quan điểm mà những cái phiên gần đây em nói mọi người á. Ví dụ giả sử như cách đây tầm 1 tháng, mọi người nắm CO, mọi người nắm DSG, thì em nói mọi người là có thể cơ cấu sang cho em là con 55.
Nhưng mà bắt đầu giai đoạn tầm một tuần trở lại gần đây á, thì nhiều chị hỏi em là có nên bán cơ cấu ra hay không, thì em sẽ không có cho cơ cấu nữa. Tại vì mình đã qua cái thời điểm đẹp để cơ cấu rồi, Nam Long nó cũng đã bước vào nhịp tăng, nó không có điểm mua đẹp. Tức là em đang nói là cơ cấu một cái cổ phiếu yếu để sang một cái cổ phiếu mà có dòng tiền mạnh hơn trong ngành, thì cách đây một tháng thì làm được. Nhưng mà những giai đoạn gần đây thì em không có cho cơ cấu nữa, tại vì những giai đoạn gần đây bắt đầu dòng tiền cái tính luân phiên nó mạnh, thì đa phần những cái cổ phiếu chưa tăng khả năng nó cũng sẽ tăng giá lên được theo tính luân chuyển dòng tiền. Thì bây giờ mình bán thì đôi khi mình mua những cổ phiếu này nó không có điểm mua, nó không chạy được, thậm chí nó chỉnh, trong khi những cái cổ phiếu khác tăng lên thì sẽ gặp cái áp lực tâm lý rất là lớn. Thì cái vận động của nhóm cổ phiếu bất động sản đầu cơ phiên thứ sáu vừa rồi thực ra đối với em nó không phải là yếu tố bất thường, nó không có tính bất ngờ, tại vì thực ra những con này nó đã giữ nền giá tương đối lâu rồi. DSG nè, HDC nè, nó cũng đã xuất hiện những cái nhịp rũ bỏ xuống rất là mạnh đấy. Thì nó đây là cái nhịp đầu tiên nó vượt lại cái trend giảm của nó. Thế là kể cả những con như DG đây, DG thì cũng bị ghìm giá tương đối mạnh ở giai đoạn vừa rồi. Thì khi mà dòng tiền bắt đầu thị trường mình về đỉnh thì rủi ro sẽ tăng lên đúng không? Thì nhà đầu tư họ sẽ đang muốn đòi hỏi một cái tỷ suất sinh lợi cao hơn để bù đắp cho phần rủi ro đó, thì họ sẽ có xu hướng họ dịch chuyển sang những cái cổ phiếu đầu cơ nhiều hơn. Đấy, đặc biệt là những cái cổ phiếu mà có vận động kém giai đoạn vừa rồi, nó gần nền, nó ở điểm mua an toàn. Và thông thường nha, đối với những cái cổ phiếu mà nó bật lên cái nhịp đầu tiên á, ví dụ giả sử như DSG đi, sau một giai đoạn bị ghìm giá mà nó bật lên cái nhịp đầu tiên á, thì thường nó sẽ khó chạy ngay được ở trong cái nhịp này, tại vì cái cung bán nó đang chờ rất là nhiều. Đoạn vừa rồi nó ghìm giá như vậy thì nhà đầu tư có thể là cái khúc này này họ kỳ vọng rằng DSG cũng sẽ tăng được như Nam Long, DSG cũng sẽ tăng được như là KDH, thì họ mua vào rất là nhiều. Nhưng mà xuyên suốt đoạn đó nó vẫn tiếp tục giữ giá thấp, tức là nó tạo điểm mua giá rẻ. Thì với vận động đó, cái lượng cung kẹp hàng của cổ phiếu nó sẽ nhiều, nên khi những cái nhịp tăng đầu tiên lên thì họ sẽ đè ra họ chốt, khiến cho cổ phiếu nó sẽ rất là khó để lên được. Hầu như sẽ hiếm cái trường hợp như là HDC vượt lên nhịp đầu tiên mà đóng trần như vậy. Tại vì thực ra đoạn vừa rồi nó cũng gọi là rũ bỏ rụ nhào tôi trong cái nhịp chỉnh này. Trong cái nhịp chỉnh mà gãy nền 32 thì nó cũng đã rũ ra một cái lượng cơ số tương đối cái lượng nhào tôi mua quanh đây. Quanh 33 thì nó sẽ bị rũ ra ở nhịp này. Đấy, nên ở vùng này chị thấy volume rất là thấp. Đấy, nên cái trạng thái của nó sẽ tăng tốt hơn so với DSG. DSG thì nó dao động quanh cái ngưỡng 18 thì với volume vẫn cao nha. Chị thấy volume vẫn cao, tức là nhỏ lẻ vẫn sẽ đu mua nhiều ở giai đoạn này. Thì những nhịp tăng lên đầu tiên của nó thì nó sẽ cần phải hấp thụ lại cái lượng chốt. Ví dụ như cũng trong cùng một dòng, chị thấy là BVD đi. Chị thấy BVD này, sau khi vượt nền á thì nó tăng lên rất là tốt. Mà dòng dầu thì câu chuyện của nó như nhau đoạn này, đặc biệt là những cái cổ phiếu BV. Nhưng mà nhìn sang BVS á thì là tăng kém hơn rất là nhiều, tại vì đoạn rồi nó neo giá quá là lâu quanh 37, thì sẽ có một cái cơ số lớn nhà tôi đu bán 37 này, nên những cái nhịp tăng lên đầu tiên của nó như vậy chắc chắn sẽ bị bán xuống, và nó sẽ cần thời gian hấp thụ nó mới lên được. Nên đối với những cái dạng mà đang bật cái nhịp đầu tiên lên thì một là anh chị đã mua từ ở dạng trước đó thì mình có thể theo dõi những cái nhịp hồi ngắn này để mình xem xét là cơ cấu hay nắm tiếp. Chứ còn mà mình mua đuổi ở những nhịp bật hồi đầu tiên á, thì em sẽ không khuyến khích nha. Ví dụ nó đã tăng hơn 4% trong phiên mà mua đuổi á, thì thường sẽ rất là khó đủ T cộng. Khi mà dòng tiền đạn này nó mang tính đầu cơ thì nó sẽ không bền. Và như em nói, những cái nhịp tăng lên đầu tiên nó sẽ khó chạy. Nếu sau cái nhịp tăng lên đầu tiên mà nó vẫn nỗ lực neo giá tốt, ví dụ giả sử DSG đi, đây nhịp tăng lên đầu tiên hôm thứ sáu bị chốt ngược, mà những cái phiên sau đó nha, chị thấy là DSG nó vẫn neo được giá quanh tầm 18 năm. Đây, sau phiên ngày hôm nay, sau phiên thứ sáu mà những cái phiên sau đó DSG nó vẫn neo giá được quanh 18 năm. Và nó có một cái phiên tăng tiếp xác nhận thì khả năng cao đoạn này nó đã thực sự thu hút được dòng tiền, nó đã xác nhận được dòng tiền, và nó sẽ có những cái nhịp phục hồi tốt hơn như đoạn phía sau. Ví dụ nó tăng về tầm giá quanh 20x-21. Đấy. Còn nếu như sau cái phiên thứ 6, những cái con mà bị tăng lên, những cái con tăng lên mà bị chốt lại như vậy, mình thấy là ví dụ giả sử DSG nó tiếp tục nó lùi về lại dưới 18 á, thì khả năng nó sẽ cần quét xuống tiếp một nhịp nữa để nó rủ ra cái lượng cung mà đu bám ở phiên thứ 6, những cái lượng cung mà FOMO mua vào ở phiên thứ 6 bán ra, rồi phía sau nó mới cân bằng đi lên tiếp được. Nên những cái phiên của phiên cái vận động của phiên thứ 6 là vận động khiến cho mình sẽ cần chú ý lại ở những cái cổ phiếu đang trong cái dạng là ở cái nền dưới và bật lên. Nhịp đầu tiên bị chốt thì xem thử nhịp bị chốt này sau đó nó có neo giá được hay không, hay là nó tiếp tục nó bị bán xuống. Nếu neo giá được và có một phiên tăng xác nhận thì ok, nó sẽ hồi rất tốt, đoạn sau mình đánh được. Còn trong trường hợp mà sau phiên thứ 6 nó tiếp tục nó bị, ví dụ giả sử như DSG nó tiếp tục quay về giá đỏ tầm 1-2% tầm dưới 18 á, thì em nghĩ nó sẽ có cái nhịp quét xuống để nó ép cái lượng FOMO của phiên thứ 6 bán ra, rồi nó phía sau nó mới cân bằng, nó tăng lên tiếp được. Nên chú ý cho em ha. Thì nhóm này bất động sản là nhiều nhất, DSG nè, DIG nè,
EDG thì tiếp tục quay về lại cái ngưỡng 29 một lần nữa và volume bán rất là lớn. Đây volume bán quanh 29 rất là lớn. Thực ra vận động này không có gì bất thường cả anh chị, tại vì vùng 29 nó đã test về 1 nhịp, 2 nhịp, 3 nhịp, 4 nhịp. Và đây là lần thứ 5 test lại. Thì nhà tôi họ cũng sẽ lo ngại rằng là con DG nó tiếp tục nó fail ở ngưỡng này vì trước đó quá nhiều lần rồi. Đấy, nên họ cũng sẽ có xu hướng họ bán ra bớt quanh đây. Và cái việc DG đóng nến được trên 28 thực ra là vẫn không có quá xấu ha. Vẫn có cái lượng cầu giá cao chấp nhận hấp thụ quanh đây. Thì nếu như mình thấy là những cái phiên sau đó mà DG nó vẫn nỗ lực nó neo được giá trên 28.5, đấy tầm 2-3 phiên sau nó vẫn neo được giá trên 28.5 thì khả năng nhịp này nó sẽ vượt đỉnh luôn. Nó sẽ vượt luôn đỉnh 20-30 thì mình vẫn có thể canh mua sau được. Tại vì nếu như nó vượt 30 nha, nếu như con DG mà nó vượt được cái vùng giá 30 anh chị đợi em một tí ha, mạng hơi yếu. Đây, nếu như mà con DG anh chị nó vượt được cái vùng giá 30 á thì vùng tiếp theo mà nó hướng về á là phải đâu đó là quanh tầm giá là 35 trên này. Và từ 35 trên này. Đây, đối với ông DG. Một khi mà ông vượt được 30 á thì vùng tiếp theo ông hướng về sẽ là phải là cái vùng giá tầm 34 35 trên này. Vì cái vùng giá quanh 29 30 đoạn vừa rồi á là cái vùng mà cung đeo bám rất là nhiều, thấy không? Và đổ lên từ 30 đổ lên á thì nó sẽ rất là trống cung. Thì mình hoàn toàn có thể đánh đạn sau được. Vì nếu như mà khi nó chưa vượt được á thì chủ yếu nó sẽ dao động trong biên độ là tầm 27, 26x đến tầm 28x, biên độ nó tầm 7%. Nhưng mà một khi nó vượt được á thì giai đoạn phía sau nó hoàn toàn có thể tăng tiếp với một cái biên độ tăng là khoảng đâu đó là từ một mức giá là ví dụ giả sử như quanh 29x30 đi và tăng lên tầm 34 thì khoảng được hơn 15% thì mình vẫn sẽ đánh được. Nó không nhất thiết là mọi người phải cố gắng mua được từ những vùng giá thấp nhất đâu. Nên nếu như mà cổ phiếu nó xác nhận nó vào sóng thì mình vẫn ăn được đạn sau. Và chị nên nhớ khi mà cổ phiếu vượt đỉnh á, nó mới thực sự bước vào nhịp tăng mạnh nhất. Chứ còn trong nền thực ra nó vẫn chỉ dao động trong biên độ là tầm khoảng 70%. Nhưng một khi vượt đỉnh thì nó hoàn toàn có thể tăng ở biên độ là tầm 15-20%. Nên chị đừng bao giờ mà lo sợ rằng là mình sẽ mất cơ hội mua cổ phiếu. Một khi nó bước vào cái sóng tăng tốt thì mọi người mua sau mọi người vẫn ăn rất là dài. Ví dụ DGC mọi người có thể mua trước đó khoảng 1 tháng thì chủ yếu vẫn dao động trong biên độ là tầm 87-95. Nhưng mọi người mua điểm này thì mọi người sẽ ăn ngay lập tức trong vòng khoảng hơn 1 tháng ăn được khoảng là 26%. Nó khác nhau ở chỗ đó. Nên chị đừng bao giờ lo là bị mất điểm mua cổ phiếu nha. Đấy nên nếu như nhịp này thực sự mà DG nó hấp thụ tốt ở vùng giá quanh 29x thì mình hoàn toàn có thể mua với kỳ vọng nó vượt 30 để tiến về những vùng giá như 34-35. Nên chú ý cho em sau cái phiên bị chốt hôm thứ 6 vừa rồi. Hoặc tương tự cho những cái cổ phiếu khác, ví dụ như Novaland thì yếu hơn. Novaland thì yếu hơn khi mà nó cũng không có tăng được vượt cái ngưỡng 16.8 trong phiên. Thì con này thực ra em cũng không có quá ưu tiên cho dòng bất động sản ở đoạn này. Vì thứ nhất là cái câu chuyện về doanh nghiệp thì nó sẽ khó thu hút được dòng tiền lớn. Và bên cạnh đó chú ý cho em nó đang về là cái gap này. Cái gap quanh tầm giá là 15.5 đến 16. Gap này là gap rất quan trọng của con Novaland nha. Nếu như mà nó phủ những cái gap này thì em nghĩ nó hoàn toàn có thể về tầm giá 13-14. Nên chú ý cho em trong ngắn hạn. Sau phiên bị chốt thứ 6 thì nếu như nó vẫn nỗ lực neo giá trên 16.5 thì sẽ tốt hơn. Còn trong trường hợp nó lùi về dưới 16 thì nó sẽ có rủi ro đánh thủng cái gap này. Nên tạm thời sẽ chưa mua và theo dõi quanh đây. Hoặc là dạng như CO cũng có cái nhịp tăng ở phiên thứ 6 và sau đó bị chốt ngược trở lại. Thực ra nó vẫn trong nền thôi. Đây thì nếu như mà những phiên sau đó nó nỗ lực neo giá được trên 22.523 á thì khả năng sẽ tăng được về tầm giá 24. Còn trong trường hợp nó quay về dưới 22 thì nó sẽ tiếp tục nó quay về nó test lại cái vùng giá quanh tầm 21x một lần nữa. Đấy, thực ra phiên thứ 6 thì con này volume nó không quá lớn. Còn một số cổ phiếu bất động sản đoạn vừa rồi nó khỏe, nhưng mà bây giờ thì nó lại lên sình giằng co thì cũng sẽ chú ý cho em. Còn Nam Long, cái vấn đề cần chú ý cho Nam Long là phiên thứ 6 nó có cái trạng thái quét sàn trong phiên. Nó bị quét sàn trong phiên cũng là một cái vấn đề cần chú ý chứ không có được chủ quan cả anh chị. Tại vì cái việc mà nó bị quét sàn chứng tỏ nó thiếu cái lực cầu kê giá dưới. Và nó thiếu lực cầu kê giá dưới chứng tỏ là họ đang không có chủ động đỡ giá. Thì liệu rằng có cái vấn đề gì ở đây hay không? Mình cũng phải có cái sự thận trọng chứ. Mặc dù bây giờ mình đang lãi nha. Con này tính từ điểm mua của mình là từ vùng giá trung bình đó là khoảng 39. Thì mình vẫn đang lãi khoảng tầm trên 10%. Nhưng mà nó có cái biến động ngắn hạn như vậy thì mình phải theo dõi kỹ. Tại vì tự nhiên họ không có kê đỡ giá thì nó phải có cái vấn đề gì đúng không?
Đấy, thì nếu như mà sau đó, sau cái phiên ngày thứ sáu, mọi người nên nâng cho em cái chặn lại của cổ phiếu lên 43 luôn. Mình nâng cho em cái chặn lại của cổ phiếu lên 43 luôn. Thì nếu như sau phiên thứ sáu mà nó quay về lại dưới giá 43 thì có khả năng nó sẽ test lại vùng giá 40, thì mình chủ động chốt ra trước cho em 1/2. Còn nó vẫn nỗ lực neo giá trên này thì xem như đó là một cái phiên mang tính chất rũ bỏ, phía sau sẽ lên tiếp. Nó giống như con KBC cây này này, nó cũng bị quét sàn trong phiên nhưng mà volume của KBC nó lớn hơn. Nè, sau đó em nói rằng nếu như KBC quay về dưới 30 thì bán, còn trong trường hợp nó vẫn neo giá được thì khả năng nó sẽ có một nhịp tăng lên. Đấy là cho trường hợp của con Nam Long, chú ý cho em phiên thứ sáu có trạng thái quét sàn trong phiên. Thì quét sàn như vậy là do đầu ngày nó trống lệnh, nên nó cũng là một cái nguyên nhân khiến cho mặc dù là dòng sau đó dòng bất động sản tăng lên rất là tốt nhưng mà nhà tư họ ngại tự nhiên đầu phiên nó quét sàn như vậy, họ không dám mua. Đấy, KDH thì vẫn rất ổn ổn hơn một tí so với Nam Long, vì nó không có những cái biến động lỏng về giá và hôm thứ sáu nó rung lắc với volume thấp. Thực ra con này là đang trong nhịp số 1 nên giả sử mà con KDH á, nó có được chốt về tầm giá là quanh 35x thì em vẫn đánh giá đây là một cái vùng mua được, với kỳ vọng nó sẽ test về là quanh 38 một lần nữa. Đấy, bất động sản thì chủ yếu phải theo dõi ha, đặc biệt là phiên thứ sáu vừa rồi có cái trạng thái là dòng tiền đổ sang các cổ phiếu đầu cơ thì đó là một cái tín hiệu đầu tiên cho dòng này. Thì nếu như sau đó các cổ phiếu mà bị chốt ngược, những cái cổ phiếu mà dòng tiền vào nó vẫn neo giá thì khả năng nó sẽ tiếp tục được cái đà tăng phục hồi tốt hơn. Còn trong trường hợp mà nó tiếp diễn đà bán xuống thì đó là một cái phiên tiếp tục mang tính chất là dụ cầu. Anh chú ý cho em ha. Còn cái nhóm cổ phiếu ngân hàng anh chị, cái nhóm cổ phiếu ngân hàng thì phiên thứ sáu có thể nói là một phiên đẹp của nhóm cổ phiếu ngân hàng nha. Và nó cũng là một cái yếu tố giúp cho mình có thể kỳ vọng tốt hơn về thị trường ở giai đoạn này. Tại vì như em có nói là nhóm cổ phiếu ngân hàng thì nó sẽ có cái mức tác động nhiều về mặt điểm số. Đây em có nói đây, trong phiên khi mà đánh giá về thị trường á, ở đầu ngày em nói rằng vận động test đáy 2 của nhóm cổ phiếu ngân hàng thì nó sẽ có cái ảnh hưởng quan trọng đến điểm số. Tại vì ngân hàng là nhóm cổ phiếu có quy mô vốn 2 lớn lớn nhất thị trường, nên nếu như ngân hàng á nó trong cái nhịp test đáy số 2 mà nó fail á thì nó sẽ gây cái sức ép ngắn hạn mạnh hơn về mặt điểm số, và khi điểm số chung giảm á thì hầu như các cổ phiếu nó cũng sẽ bị tác động chung luôn. Thì đối với nhóm ngân hàng á, các cổ phiếu sau khi nó chạm về cái vùng bị bán của nó thì hầu như nó đều có trạng thái bật lại. Đây, ví dụ đối với cổ phiếu CTG nè, trước đó mình đánh giá rằng khi mà cổ phiếu CTG nó quay về lại vùng giá của 35 á thì khả năng rất là cao nó sẽ bị bán xuống tiếp, tại vì đó là cái vùng giá bị bán của kênh ngày 8 tháng 3. Đây, nó bị bán xuống tiếp. Thì đây được xem như là cái nhịp quay về test đáy số 2. Nhờ phiên thứ 6 vừa rồi nó giữ trạng thái volume thấp trong phiên và cuối ngày nó bật lên, thì cũng có thể xem như là cái vận động lực cầu đợi giá ở cái đáy số 2 rất là tốt. Đây anh chị, để cho em hầu như các cổ phiếu ngân hàng thì phiên thứ 6 rút chân, volume thấp. CTG, MBB này, rồi ACB này, Techcombank này, một cái trạng thái chung là rút chân kèm volume thấp. Và đặc biệt là có con cổ phiếu VIB nó rất là khỏe, nó tăng được khoảng là 3.4% luôn, gần 4% luôn, và nó quay về lại cái mức giá đỉnh của giai đoạn vừa rồi là khoảng cái ngưỡng quanh 22.5. Thì vận động của nhóm ngân hàng như vậy là một vận động tốt nha anh chị. Thứ nhất là tốt cho điểm số chung, khi mà nhóm ngân hàng nó không có chịu nhiều áp lực thì điểm số chung của mình nó cũng sẽ không bị tác động quá nhiều, thì nó sẽ ít cái rủi ro, và nên chắc là test fail của đỉnh số 2 ở quanh cái ngưỡng 1.275 đến 1.280 hơn. Và nếu như ngân hàng nó giữ giá được trong khi các nhóm ngành khác vẫn tăng điểm á, thì đang có một tín hiệu là dòng tiền mới nó đổ vào thị trường, đó là tín hiệu tốt ha. Thì đối với nhóm cổ phiếu ngân hàng với cái vận động trong ngắn hạn như vậy á, thì nhiều khả năng nó sẽ giữ được nền, nó sẽ không có cần một cái nhịp rũ bỏ mạnh hơn. Vì trước đó em mới nói rồi, nếu như mà nhóm ngân hàng nó test là đáy số 2 mà nó thất bại á, thì cái nhịp rũ phía sau nó sẽ mạnh hơn để nó ép cái lượng mà đu mua vào cái nhịp phục hồi này này phải bán ra. Nhưng mà sau khi test đáy số 2 nó bật lại thì khả năng nhóm ngân hàng nó vẫn giữ được cái nền giá giai đoạn vừa rồi. Ví dụ giả sử như CTG thì khả năng cao nó vẫn sẽ giữ được cái nền giá quanh 34 đến 37, hoặc là MBB nó vẫn giữ được cái nền giá là quanh tầm 23 đến tầm 25, chứ nó chưa cần một cái nhịp rũ mạnh hơn. Nhưng mà để mà mua mới nhóm cổ phiếu ngân hàng á, thì anh chị hình dung khi mình chọn một cổ phiếu á, thì mình phải có được cái kỳ vọng đúng không? Cái target kỳ vọng, cái stop loss và cái thời gian nắm giữ. Thì đối với nhóm cổ phiếu ngân hàng ha, em vẫn giữ quan điểm á là thứ nhất, cái điểm vào em vẫn kỳ vọng rằng cái biên chiết khấu phải là khoảng tầm 7-10% từ đỉnh á, thì nó sẽ tốt hơn. Nó sẽ có thứ nhất là nó sẽ có cái dư địa phục hồi là khoảng tầm 7-10% về đỉnh. Tại vì các cổ phiếu ngân hàng thì về rủi ro phân phối nó chưa, nhóm này đã chỉnh vậy thôi, chứ em vẫn nói là em vẫn đánh giá rằng cái rủi ro phân phối của ngân hàng nó chưa có phân phối. Nếu ví dụ nó có bị chỉnh xuống tầm 7-10% từ đỉnh đó, nó cũng sẽ có nhịp bật lại, thì một cái mức chiết khấu như vậy thì là an toàn để mình có thể tham gia mua cổ phiếu. Và yếu tố thứ hai là thời gian nắm giữ cổ phiếu, thì nó sẽ liên quan đến cái mẫu hình cân bằng.
Thì nếu như mà các cổ phiếu nó tạo mẫu hình cân bằng sớm á, thì nó sẽ tăng giá tốt hơn, thì mình sẽ ít mất cái chi phí cơ hội hơn. Thì em có nói rằng đối với nhóm ngân hàng á, thứ nhất mà người muốn mua thì nó phải có một mức chiết khấu khoảng 70% từ đỉnh, và ít nhất nó sẽ cần cân bằng hai đáy. Đấy, thì đối với nhóm ngân hàng phiên thứ 6 vừa rồi thì xem như là mình đang kỳ vọng nó cân bằng hai đáy được. Thì nếu như những phiên tiếp theo nó vẫn có trạng thái tốt á, thì mình có thể cân nhắc mình đánh ngắn được. Đấy, còn trong trường hợp mà nó vẫn giằng co nó neo giá dưới á, thì mình chờ thêm. Vì thực ra em vẫn kỳ vọng nhóm này nó sẽ phải mất khoảng thời gian là tầm vài tuần đến cả tháng để nó hấp thụ. Nó chưa thể hấp thụ được ngay vì đoạn vừa rồi thì hầu như nó chưa có rủ cung ra được. Nó sẽ cần thời gian hấp thụ lại. Nên đối với nhóm này em sẽ cần theo dõi thêm tuần sau cho các cái vị thế mà muốn mua giai đoạn này. Còn đối với vị thế nắm giữ thì mình nghĩ là mọi người vẫn nắm giữ được nha. Có con VIP rất khỏe nha. Con VIP thì không phải là vì thứ sáu nó tăng mà mình nói nó khỏe. Mọi người chú ý cho em nè, con VIP nó có cái gap tăng quanh 21 nè, mở ra vào phiên ngày 6 tháng 2 nè, tăng giá mở gap bị chốt ngược nhưng mà sau đó nó không lấp gap và tăng tiếp. Và cái đoạn bán vừa rồi nó cũng không lấp cái gap 21 này luôn, nó vẫn giữ giá. Thì cho thấy là quanh gap 21 này có cái dòng tiền lớn tham gia đỡ giá cổ phiếu. Đấy, nó có tiền lớn tham gia đỡ quanh đây. Thì mình sẽ theo dõi cái quá trình mà con VIP nó test lại cái gap 23 này. Nó test lại cái vùng đỉnh của 22 năm đến 23 này. Để mình theo dõi quanh đây. Thì nếu như trong trường hợp mà con VIP nó vượt lại, thì nó cũng sẽ là một tín hiệu cho dòng ngân hàng luôn. Thì dòng ngân hàng sẽ tăng tiếp. Đấy, nên mình sẽ theo dõi các cái tín hiệu này cho cổ phiếu ngân hàng ở tuần sau. Nếu như tốt thì mình vẫn tham gia sớm hơn. Còn chưa tốt thì mình sẽ chờ thêm. Rồi, còn đối với nhóm cổ phiếu khu công nghiệp thì các cái cổ phiếu ví dụ như GVR nó đã bước vào cái sóng tăng thì mọi người cứ để cho nó tăng, mọi người đừng có cố gắng đoán đỉnh cổ phiếu. Khi một cổ phiếu đang bước vào đà tăng mà gọi là dòng tiền nó hơi điên á, thì mọi người đoán đỉnh cổ phiếu á, chốt với kỳ vọng bán ra sau đó chỉnh mua lại thì sẽ rất là dễ mất hàng và đoạn sau sẽ đu vào giá cao, thậm chí là sẽ ăn cái nhịp chỉnh phía sau. Nên đối với nhóm những cái dạng cổ phiếu chung có cái form như thế này luôn, nó vừa vượt nền, anh chị để cho em cái nền của nó là có một cái nhịp rũ, cái nền giá kéo dài xuất hiện một nhịp rũ thì giai đoạn phía sau sau khi nó vượt nền thì đà tăng thường sẽ rất mạnh. Thì con GVR nó đạt điều kiện đó. Anh chị nhớ cái form gãy nền rũ đoạn vừa rồi em phân tích với mọi người không? Thì đó cũng là một trong những lý do mình chọn cổ phiếu GVR, gãy nền rũ và sau đó có dòng tiền vào vượt đỉnh á. Thế thì đối với GVR mọi người cứ yên tâm nắm đi, thực ra nó đang trong nhịp số 1 và những dạng này á, nếu nó có bị chốt xuống thì mình canh mua thêm cũng được. Tất nhiên bây giờ họ điểm mua mới thì không có điểm mua mới anh chị ạ. À. Không có điểm mua mới, mọi người giờ mà họ mua thì khó rồi, mình sẽ phải chuyển sự chú ý sang cổ phiếu khác thôi. Dù nó có nhịp chiết khấu tầm 70% từ đỉnh thì ok canh mua, còn trong trường hợp giai đoạn này thì anh chị hình dung nha. Như con GVR thì cái hỗ trợ gần nhất của nó là ở vùng giá tầm 29.5 đến 30, cách khoảng 14%. Tức là mình mua giai đoạn này mình phải chịu một cái mức độ biến động là khoảng 10 đến 15% thì mình hãy mua. Nên đối với em bây giờ mọi người hỏi mua thì nó đã qua để mua rồi, thì còn nắm giữ thì cứ nắm cho em đi. Thì trước mắt nó sẽ test về lại cái vùng đỉnh giai đoạn vừa rồi là ở quanh cái ngưỡng giá tầm 35x36. Với volume hiện tại thì về rủi ro phân phối nó cũng chưa cao nha, thì mình cứ tiếp tục nắm và cho đến khi nào nó có dao động biên lớn trong một cái vùng kèm volume cao thì mình sẽ cân nhắc. Còn trong cùng một dòng GVR thì đoạn vừa rồi em có khuyến nghị cho mọi người hai con là DBR và BHR. Cho những anh chị khách hàng nào mà chưa có mua kịp con GVR thì em vẫn đánh giá rằng hai con này cũng sẽ tăng được. Tất nhiên giả sử như con GVR tăng 50% á, thì mình cũng sẽ không có thể kỳ vọng được BHR và con DBR nó tăng được 50%. Tại vì GVR nó vẫn có những cái câu chuyện riêng của nó, hút tiền tốt hơn. Và nó cũng là một cái cổ phiếu vốn hóa lớn. BHR thì ví dụ GVR tăng 30% đi, thì mình kỳ vọng là BHR cũng tăng được đâu đó là khoảng 15-20% thì vẫn đánh được. Thì đối với con BHR đoạn vừa rồi anh chị mua theo khuyến nghị của em ở vùng giá quanh 55-56 thì cứ nắm tiếp đi ha. Kỳ vọng của em cho cổ phiếu này là sẽ quanh cái ngưỡng giá tầm 65. Đây, con BHR thì có like, có phân tích trên video với anh chị và trong điểm mua cũng nói này. BHR 56 năm, DBR 35 năm thì hai con đều chạy tốt rồi. Thì đối với con BHR vùng chốt đầu tiên của em kỳ vọng là con 65 nha. Vì hai con này là hai con chạy theo dòng tiền của GBR, thứ nhất là theo sóng cao su và nó cũng gọi là nó tăng tốt như vậy một phần là nhờ GBR nữa. Nên cái dạng này mình đánh sau thì mình cũng sẽ ưu tiên đánh ngắn nhiều hơn. Thì đối với BHR chờ về quanh 65 có thể chốt dần 1/2. DBR thì bắt đầu chạm về vùng chốt 1/2 của em nha. Nó cũng là quanh cái vùng đỉnh này nè, thì em sẽ chốt dần trước 1/2 ở ngưỡng giá là 40x đến 41. Đây, em có nói khách hàng của em chốt luôn, chị có thể tham khảo ha. 40x 41 chốt 1/2 lợi nhuận khoảng là 13 đến 15%. Đấy, thì nếu như nó có chiết khấu xuống thì cover lại. Còn cái target 2 của cổ phiếu kỳ vọng nếu như nó vượt được cái ngưỡng 41 này thì nó sẽ tiến về lại cái vùng giá trên này là tầm là 45 đến 46, thì mình sẽ theo dõi các cái target đó. Anh chị muốn nắm cũng được, mọi người nắm thì nâng cho em cái chặn lại ngắn hạn lên cái mức giá 38, cái gap mở ra ở cái phiên ngày 13 tháng 3 vừa rồi để theo dõi. Đó là dòng cao su khu công nghiệp. Còn dòng khu công nghiệp thuần á thì mình có ASC thì chú ý cho em trong cái hàng mọi người nâng cho em cái chặn lên mức giá là 44 luôn nha.
Nếu như mà mất 44 thì khả năng sẽ có một nhịp quét về lại mức giá là quanh 42x đến 43. Tạo hình mua thì chưa điểm mua đẹp thêm. VGC, VGC thì theo dõi cho em nha. Hôm trước em nói rồi thì dòng khu công nghiệp á, thực ra có VGC và KBC là hai cổ phiếu nó chưa có chạy quá nhiều trong cùng dòng. Thì đối với con VGC thì phiên thứ sáu vượt phiên ngày 13 tháng 3 là một phiên vượt đỉnh. Và nếu như sau đó nó test lại đỉnh ổn á, thì mình có thể cân nhắc mua gia tăng cũng được. Thì vận động trong cái hàng của VGC đang cho thấy là cái vận động hấp thụ quanh đỉnh tốt nha. Mặc dù là trong cái hàng thị trường vừa rồi có những cái nhịp rung lắc, nhưng mà con VGC nó vẫn neo được giá quanh 57. Thế này là tốt, trên 57 là tốt. Thì vận động tiếp theo của nó kỳ vọng sẽ hướng về lại cái vùng giá trên này. Vùng giá trên này là quanh mức giá là tầm 64x đấy, khả năng sẽ về lại quanh đây. Nên chị vẫn sẽ nắm tiếp được. Và nếu như đã mua theo cái nghĩa trước đó, có thể canh gia tăng một phần quanh cái vùng giá tầm 58 cũng được. Đấy. Rồi con KBC, KBC thì chú ý cho em nha. KBC có một vấn đề cần chú ý á, là gần đây liên tục kéo sau đó bị bán, kéo sau đó bị bán. Thì với cái vận động này trong ngắn hạn, chú ý cho em cái gap 33. Gap này gap rất quan trọng của KBC, không nên bị lấp lại. Nếu lấp lại gap này, nó sẽ lùi về lại cái vùng giá 30x 31 luôn. Trong ngắn hạn mọi người nâng cái chặn cho em lên 30 nha. Xin lỗi, lên 33 nha. Còn khả năng trong ngắn hạn nó cũng sẽ gọi là chỉnh chỉnh lại một nhịp quanh 35. Nhưng mà mình kỳ vọng nó chỉnh lại một nhịp quanh 35 không đồng nghĩa với việc nó sẽ phụ nhập 33. Tại vì tiếp tục phụ nhập 33 thì nó sẽ ép cái lượng cầu đu giá cao này, khiến cho cổ phiếu sẽ sideways lâu hơn. Mua mới thì tạm thời không mua nữa. Nắm hàng thì vẫn nắm được cho em, nhưng mà nâng có thể nâng cái stop loss ngắn lên 33 luôn để theo dõi. Nếu mất 33 thì chủ động đã ra một phần ha. Đấy. Rồi, đó là nhóm những cái nhóm quan trọng, nhóm khu công nghiệp. Nhóm chứng khoán cũng là một cái nhóm ngành mà Đạm vừa rồi em nói mọi người có sóng. Đạm vừa rồi có ba nhóm ngành có sóng là ngân hàng, chứng khoán và nhóm khu công nghiệp. Thì đối với nhóm cổ phiếu chứng khoán á, có sẽ có hai cái form chính. Thứ nhất là form các cổ phiếu đang ở trong nhịp tăng số 1. Ví dụ giả sử như con BCI này đang trong nhịp tăng số 1 này, FTS này đang trong nhịp tăng số 1 này, rồi CTS này đang trong nhịp tăng số 1 này, rồi con AGR này, ấy nó vẫn đang trong nhịp tăng số 1 này. Rồi cổ phiếu VDS này, đây vẫn đang trong nhịp tăng số 1 này. Thì đối với những cái form mà đang ở trong nhịp tăng số 1, tức là nó chưa có một cái đợt chốt mạnh nào trong cái chuỗi tăng vừa rồi, thì đó gọi là những cái cổ phiếu đang trong cái form tăng số 1, thì mọi người vẫn có thể tiếp tục yên tâm nắm giữ được. Và giả sử nó có một cái nhịp chiết khấu tầm 5-7% từ đỉnh, có thể canh mua thêm. Nên đối với nhóm này mọi người yên tâm. Cái nhóm mà mọi người cần chú ý á, là những cái cổ phiếu đang có cái nhịp test đỉnh số 2 giống như thị trường, thì nó sẽ đồng pha với cái nhịp test đỉnh của thị trường quanh cái ngưỡng 1275 đến 1280 này. Đây những cái cổ phiếu nào, ví dụ MBS. MBS bị chốt xuống này, đang nỗ lực quay lại test đỉnh. Thì nếu như MBS mà test lại cái đỉnh quanh tầm giá 30.5 một lần nữa fail, thì khả năng nó sẽ có một cái nhịp điều chỉnh về lại vùng giá quanh tầm giá 28. Đấy, nên mình sẽ theo dõi kỹ quá trình mà MBS test lại cái vùng đỉnh. Tại vì nè anh chị thấy không, nó giống thị trường không, nó tăng lên một nhịp sau nó bị chốt xuống, thì bây giờ nó đang chủ động nó quay lại. Anh chị nhìn khung đồ thị một giờ sẽ thấy rõ hơn. Đây anh chị hình dung là ví dụ thị trường mình từ 1233 tăng lên 1270, 270x nó bị chốt xuống. Đây, thì bây giờ đang trong nỗ lực quay về. Thì nếu như một lần nữa fail vào ngưỡng 30.5 thì chắc chắn cái lực bán nó sẽ mạnh hơn. Hoặc là SSI cũng vậy, SSI cũng vậy. Đây anh chị, đang trong cái nhịp tăng từ vùng giá 36 đến vùng giá gần 39 bị chốt xuống. Thì theo dõi cho em cái nỗ lực mà quay về lại quanh 39 một lần nữa. Nếu như nỗ lực quay về lại 39 một lần nữa mà fail á, thì mình buộc phải chốt một phần ra, hoặc là đánh ngắn chốt hết ra cũng được đối với con SSI. Đấy, còn trong trường hợp mà những cái cổ phiếu như SSI, như là MBS mà nó vượt đỉnh được anh chị, thì nó cũng chính là cái động lực giúp cho thị trường mình vượt đỉnh luôn. Thì đó là lý do vì sao đoạn này em nói là cần quan tâm dòng tiền, chứ không phải là chỉ nhìn vào cái điểm số chung để giao dịch được. Và cái form mà cổ phiếu anh chị mà gọi là canh hay đạn này á, thì em vẫn ưu tiên cho mọi người hai cái form. Thứ nhất là cái form vừa rồi có nói luôn á, là cái form đang ở trong cái nhịp tăng số 1, đang trong nhịp tăng số 1 và bị chốt xuống tầm 5-7% từ đỉnh. Ví dụ em phim video trước đó của đó, video trước đó em nói về con bet. Con bet em nói là đang trong cái nhịp tăng số 1 từ đỉnh này, thì nếu như có một nhịp chốt xuống về lại quanh vùng giá tầm 27-28 thì có thể canh mua. Ấy thực ra thì con này em cũng đã nói với khách hàng của em rồi. Đây. Nói chung là khách hàng của em sẽ luôn luôn được tư vấn mục một và hỗ trợ danh mục rất là kỹ. Bet mua quanh 27, gia tăng nếu về quanh mua quanh 28, nếu về quanh 27 gia tăng.
target 32 stop 26. Điều này em cũng đã nói trên video livestream công khai với mọi người luôn, thì bé Phoenix 6 tăng rất là tốt. Nhưng nó chốt không có mạnh đâu tại vì lực nó quá mạnh. Ê, em cũng canh ở nhịp tăng số 1 bị chốt xuống, canh mua đấy. Chốt nhẹ xuống 28 nè, canh mua nè. Và kỳ vọng của em là qua 27 mới là điểm mua nhiều, nhưng mà nó chưa về nó tăng rồi thì coi như ăn ít thôi cũng được. Nên mọi người canh những cái con đang trong nhịp số 1 mà nó chỉnh tầm 5-7% từ đỉnh á, mua canh mua. Đấy. Còn đối với cái form số 2 á, form số 2 là những cái form mà cổ phiếu có cái trạng thái gọi là chưa có tăng quá nhiều, nhưng mà em ưu tiên là cái form giữ giá tốt so với thị trường ở cái nhịp chỉnh vừa rồi, hơn là những cái form mà chỉnh theo thị trường. Ví dụ em nói là trong dạng như là FCN này, nó chưa tăng quá nhiều từ nền đúng không? Và đoạn vừa rồi thị trường chỉnh ở những cái phiên ngày 8 tháng 3 rồi những cái phiên 13 tháng 3 mà cổ phiếu nó vẫn giữ một cái form lên. Nó không có, tức là thị trường chỉnh nó cũng bị ảnh hưởng theo, nhưng mà nó không có bị rung lắc quá nhiều, nó vẫn giữ cái form lên. Thì đó là những cái cổ phiếu ưu tiên. Đây, gần nền chưa tăng quá nhiều thì nó sẽ còn dư địa thu hút dòng tiền. À, LCG. Đây, LCG, nhưng mà LCG thứ 6 vừa fail một lần nữa qua 14 thì tạm thời không mua nữa ha. Nhưng mà đó là cái hướng để anh chị chọn cổ phiếu đấy. À, rồi, còn một cái hướng nữa. Cái hướng mà đàn vừa rồi mình tìm ra những cái siêu cổ phiếu là những cái cổ phiếu có nền và xuất hiện một cái nhịp rũ. Gì nhớ, em nói là những cái cổ phiếu có nền và xuất hiện một cái nhịp rũ á, thì bằng những cái trường hợp đã tăng là như là GVR này, có một cái nền giá và xuất hiện một cái nhịp rũ xuống, sau đó chủ động bật lại nhanh tăng. DGC, nền rũ tăng. À, rồi cổ phiếu CTD không, con này thì không có gọi là nền rũ, gọi là những cái nỗ lực tăng giá, gọi là những cái phiên break á, phiên ngày 26 tháng 12 là một cái phiên break, sau đó phủ nhận giả, chủ động nhanh chóng bật lại. Thì đây là cái nhịp mà gọi là rũ ra cái lượng mà FOMO cây này, thất vọng bán ra, thì sau đó kéo tăng lên luôn. Thì dạng này là dạng khác, nhưng mà cái dạng mình muốn đề cập ở đây á, là cái dạng mà có cái form gãy nền rũ. Thì form này, những cái cổ phiếu, ví dụ như Hà Phát nè, cũng là một dạng và chưa tăng nhiều. Đây, có nền nè, rũ nè, lên lại nè. Thì dạng như Hòa Phát sau khi mà nó vượt được cái vùng đỉnh 29 năm á, thì kỳ vọng của mình có thể là khoảng tầm 15-20% được. Tại vì đây là cổ phiếu blue chip nên mình cũng sẽ khó kỳ vọng nó tăng nhiều như GVR hay DGC. Nhưng mà dạng này mình kỳ vọng tăng được. Thì đó là do vì sao đạn rồi thép em vẫn cho mọi người chọn Hòa Phát á. Thì cái điểm cược của mình sẽ là cái mốc giá thấp nhất của cây tiền vào là cây ngày 27 tháng 2. Cái điểm cược của mình là khoảng mức giá là 28.8, tức là cái mốc stop loss của cổ phiếu sẽ là ở ngưỡng giá tầm 5% và dư địa tăng là khoảng 15-20%. Đấy, thì mình chọn những cái cổ phiếu mà có cái form mà gãy nền rũ á, thì nó sẽ, nếu mà nó tăng được á, thì nó sẽ tăng rất là tốt. Và cái mức cược của mình á sẽ là cái mức cược của cây tăng lên, cái cây tăng lên này, cái dạng như GMD cũng được nè, dạng như GMD. Đấy, thì con này thì bây giờ điểm mua chuẩn nó sẽ không còn, điểm mua chuẩn phải mua ở điểm này nè, điểm này nó sẽ ok hơn, còn điểm này sẽ mang tính chất lướt ngắn hạn hơn. Mình có thể mua lướt được. Stop loss của cổ phiếu là mức giá là 75.5, tức là mức giá thấp nhất của cây tiền vào này. Đấy, thì những cái dạng mà có cái nền tảng dài và vượt lên á, thì nó là những cái cổ phiếu khá là ổn. Hoặc là ví dụ như đạm Cà Mau và đạm Phú Mỹ cũng là cái dạng có nền như vậy. Đây, cũng là cái dạng có nền như vậy. Và đạm vừa rồi cũng có xuất hiện những cái nhịp bán volume lớn ở quanh biên dưới nè. Đấy, thì đối với dạng này, thì anh chị hình dung là nó vẫn sẽ có dư địa tăng rất là tốt. Cái điều mình khó là kỳ vọng con đạm Cà Mau hay đạm Phú Mỹ nó tăng được như GVR, nó tăng được như DGC. Cái câu chuyện của nó khác nhau. DGC thực ra nó còn liên quan đến cái việc là chip điện tử, nó liên quan đến câu chuyện kỳ vọng của toàn thế giới luôn. Hoặc là GVR nó có những câu chuyện về mảng giá cao su tăng và những cái câu chuyện thoái vốn của nó. Còn ông đạm Cà Mau, đạm Phú Mỹ thì nó sẽ phụ thuộc nhiều vào giá ure, thì nó cũng sẽ là một cái vấn đề kìm hãm cổ phiếu nếu như giá có những biến động giảm. Nói chung nó sẽ mang tính đầu cơ, nhưng mà với cái form mà có nền tảng thế này, cái form mà có nền tảng thế này thì mình vẫn kỳ vọng được ha chị. Đặc biệt trước đó nó đã xuất hiện một cái nhịp rũ rất mạnh về đây, thì nhịp này nó cũng rũ ra tương đối lượng hàng rồi. Hoặc là đạm Phú Mỹ, hai con này em vẫn sẽ kỳ vọng nó lên giá được ha. Đấy, thì mọi người có hàng vẫn cứ nắm, mua thì cũng có thể mua được. Nhưng mà con, nếu mà bây giờ mới mua nha, con đạm Cà Mau thực ra em đã nói mọi người mua ở vùng giá tầm 33x rồi, giờ mới mua thì nó sẽ hơi khó, nó cần đỉnh rồi, nên mình có thể chờ nó vượt cái đỉnh 37 năm 38 mình gia tăng, là mua mới sau cũng được. Hoặc là nó có những cái đợt chốt xuống về lại cái biên này, nên mà em sẽ ưu tiên cái hướng là mua khi nó vượt lên hơn. Còn con đạm Phú Mỹ á, thì nó rũ, đạm về rũ mạnh hơn đạm Cà Mau, nó rũ mạnh hơn và bây giờ nó chưa có về quá gần đỉnh, nên mua nếu mà xét về thời điểm hiện tại á, thì đạm Phú Mỹ cái điểm mua nó sẽ đẹp hơn một tí so với đạm Cà Mau.
Rồi, dòng chứng khoán lúc nãy quên nói có một con là VND thì em đánh giá VND khả năng mọi người có thể chú ý là được nha. Em nghĩ là nó cũng sẽ khả năng sẽ chạy được. Dòng chứng khoán nó có nhiều câu chuyện để kỳ vọng và VND á, đoạn này nó có cái nỗ lực neo giá quanh 23. Thực ra con VND mà chỉ cần nó lấp được cái gap quanh tầm 24 này á thì xác suất vượt đỉnh của nó là tầm 80-90%. Tức là xác suất vượt 25 năm 26 á. Bây giờ em nhận được rất là nhiều câu hỏi của anh chị là họ có mua chứng khoán hay không. Thực ra bây giờ những cái con như em nói lúc nãy á đang ở nhịp một thì phải có được chỉnh thôi. Bây giờ mình dạng như VND thực ra vẫn còn mua được. Nhưng mà tất nhiên nó sẽ chậm. Cái việc nó bị ghim giá giai đoạn vừa rồi một phần là do những cái lo ngại vẫn là liên quan đến câu chuyện trái phiếu doanh nghiệp thôi. À, khiến cho cổ phiếu bị ghim giá. Hai con điển hình nhất là con SAS nè, cũng liên quan đến những cái lùm xùm về lãnh đạo doanh nghiệp. VND đấy, thì con như trường hợp của VND thì mình có thể lấy được khi nào nó vượt 24 thì mình gia tăng à, với cái kỳ vọng là nó sẽ vượt đỉnh. Vì hầu như đoạn này chú ý cho em cái gap ngày 22 tháng 9, con nào lấp được thì xác suất cũng phải là tầm 80 đến 9% nó sẽ vượt đỉnh luôn. Mình có là khá là nhiều cổ phiếu trước đó đi được rồi đấy, nên chú ý ha. Còn cái form mà đang ở nhịp tăng tốt và chỉnh chiết khấu tầm 5-7% thì nó quá nhiều rồi nên có thể cân nhắc được. Đối với cái nhóm thủy sản á, còn một nhóm về dòng xuất nhập khẩu là nhóm thủy sản á, thì ra nhóm này mới chỉ có con VHC tăng tốt thôi. Trong dòng này á, mới có mỗi ông này ông tăng tốt thôi. Còn lại nhìn ANV này, nhìn IDI này, nhìn ASM này, những con này nó chưa vượt đỉnh được. Và với vận động của con VHC, thực ra dòng này vẫn sẽ có những cái kỳ vọng. Thì volume nó chưa có dấu hiệu phân phối đấy. Nên đối với dòng này mọi người mua ANV, em nghĩ là chưa có gì quá xấu để nắm cả à, để bán cả, nên cứ tạm nắm cho em đi. Ví dụ trong ngắn hạn là cái trạng thái của nó, chú ý cho em là chạm 1 giờ này. Chạm 1 giờ của con ANV á, thì nó fail 2 lần ở ngưỡng quanh 36 này. Nên trong ngắn hạn có thể nó sẽ sideways ngắn lại quanh tầm 34, 35 một thời gian. Còn về xấu thì chưa có gì quá xấu ha, nên chị cũng sẽ không cần thiết phải quá lo. Nhóm dệt may cũng là một cái nhóm tăng tốt của đoạn này. Anh chị nhớ đoạn vừa rồi em nói mọi người không, mua dệt may á, em nói từ rất sớm nha, mọi người chỉ chọn cho em STK. Anh chị lục lại video đi, em nói hết rồi. Chỉ chọn STK, chỉ chọn May Sông Hồng, chỉ chọn Gil hoặc là TNG, chứ không chơi VGT. Chị nhớ không? Chọn những cái con form hướng lên. Thì bây giờ tăng hết rồi, dạng như view, dạng như STK thực ra đang trong nhịp số 1 nên mọi người cũng không có cần phải chốt quá sớm ha. Cứ theo dõi cho đến khi nào nó có dấu hiệu của vùng phân phối thôi, hoặc là canh những cái vùng quanh đỉnh chốt bớt, chứ còn những cái dạng này thì mọi người không cần phải chốt quá sớm ha. Đấy. À, như vậy tóm lại, nếu mà muốn mua thì chú ý những cái cổ phiếu đầu tiên là đang trong nhịp tăng số 1 tốt và có những cái đợt chỉnh tầm 5-7% từ đỉnh. Rồi, cái nhóm số 2 là những cái nhóm mà có cái form nền tốt và có rũ bỏ trước đó. Ví dụ mình thấy nè, như DGC nè, form nền giá tốt rũ nè, GVR nè, form nền giá tốt rũ nè, nếu như nó vượt được tăng rất là tốt. Thậm chí gần đây nhất là con DG World của chúng ta. DG World của khách hàng em thì mua từ vùng giá 52 thì mức lợi nhuận bây giờ còn 1 phần 2 còn lại là được khoảng tầm 32%. Thế thì dạng này anh chị thấy không? Thực ra nó cũng là một cái nền tảng và nó xuất hiện những cái nhịp rũ xuống nè. Đấy, nó là một cái nền tảng giá xuất hiện những cái nhịp rũ xuống. Thì dạng nào mà có rũ thì nó sẽ tăng mạnh hơn. Đấy thì em nghĩ là dạng như là đạm Cà Mau nè, đạm Phú Mỹ nè, cái form mà có nền tảng như vậy á, hoặc là Hà Phát nè, cũng sẽ khả năng sẽ tăng giá được. Có thể sẽ không mạnh bằng nhưng mà cái biên độ tăng tầm trên 10% là có. Rồi cái form nữa là cái form mà chưa tăng quá nhiều từ cái vùng hỗ trợ, chưa tăng quá nhiều từ vùng nền. Tại đạn vừa rồi giữ cái form tốt so với thị trường thì đó là những cái dạng mình sẽ ưu tiên. Rồi còn các vị thế lướt sóng ngắn hạn thì chú ý cho em cái trạng thái của thị trường test đỉnh ngắn hạn, nếu như test fail thì mình cũng thể chủ động hạ ra bớt để khi chỉnh xuống mình cover, cũng không nên gọi là luôn luôn cố chấp với thị trường. Còn những cái vị thế mà mua ở vùng giá tốt ấy, thì cứ yên tâm cho đến khi nào mà cổ phiếu nó có dấu hiệu tạo vùng dao động volume lớn thì mình chốt ra. Còn đối với những cái vị thế mà mua sâu mua lướt ngắn thì phải quản trị kỹ theo target và stop loss ha. Rồi đó là một số chia sẻ của em về thị trường cuối tuần vừa rồi cũng như là chú ý cho tuần mới. Thì mọi người nếu như mà thấy video hữu ích thì tặng cho em một like, đăng ký kênh, subscribe kênh nha để nhận được những thông báo sớm nhất và có thể tham gia vào nhóm tư vấn thông qua đường link dưới đây. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh. Chúc cả nhà có một cái cuối tuần vui vẻ và tuần mới giao dịch thành công thuận lợi. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ạ.